đó là bạn của em mà. Rồi này mọi người ăn đi, chợ tôi mới mua. Đi, ngại ngùng gì, thử một miếng đi mọi người ơi. Mọi người bé không ngại đâu, không ngại lắm không? Ừ. Ngại lắm không? Trời biết sao. Tôi muốn nói chuyện với hai bà. Ủa tôi về trước nha, tôi về. Bye. 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 Tôi xin lỗi, hai bà giận tôi cái chuyện mấy người kia nói bậy hả? Thật ra là ý tôi không phải là như vậy đâu. Không phải là như vậy, mà lúc họ nói bà có bên tụi tôi được câu nào đâu. Khác gì bà khẳng định tụi tôi là nô tì của bà. Tôi xin lỗi. Tại vì lúc đó tôi lo nếu như mà tôi không có nhảy chính được thì tôi sẽ bị mất mặt lắm. Ừ, thì tụi tôi cũng giận bà thiệt á, nhưng mà tôi cũng biết tính của bà mà. Ờ, người ta sợ bà nhưng mà sau lưng người ta cũng soi mói bà. Ờ, nên là thôi đi. Thôi đi. Tụi mình... thôi. Thôi. Vậy lát nữa mình đi ăn nha. Chứ tôi đi ăn mình buồn lắm á. Ờ nhưng mà thôi, tôi thấy bà nãy đi cứ cà nhắc à. Hôm nào bà khỏe đi rồi đi ăn. Không, tôi đang đói bụng lắm. Bây giờ cái gì tôi cũng ăn hết trơn. Tôi muốn ăn khoai tây chiên nè, chả sữa nè, gà rán nè, sashimi nè, mì ủ đánh nè. Ăn thịt tôi không? Nè ăn đi. Thôi 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 được rồi. Vậy thì lát nữa mình đặt hàng về ăn đi. Khỏi đi chơi cho mất công nắng ha. Không, đặt bây giờ luôn. Rồi đặt bây giờ. Lấy điện thoại ra đi. Ừ, để tôi lấy điện thoại ra đặt. Nè, mẹ em đứng lại. Thầy nói với tụi em rồi mà, không được qua phòng tập, làm phiền các bạn. Tụi em có làm phiền đâu, tụi em chỉ qua cổ vũ thôi mà. Cũng đâu, cổ vũ rồi đây. Yeah. Cô Hương và các bạn đó, cần phải tập trung. Lĩnh. Dạ. Sao không đi tập với đội bóng rổ? Em vừa mới tập về xong, người còn đầy mồ hôi đây này. Đúng rồi, người còn đầy mồ hôi. Đừng có giỡn mặt với thầy, mồ hôi đâu? Khô rồi. Bạn Nam, đội trưởng, nói là em ném phát nào, trực phát đó. Còn lười biếng nữa chứ. Bữa tập bữa không. Còn chối nữa hả? Còn em đó. Em tham gia hát rock rồi mà thầy. Năm nay á, thầy hiệu trưởng làm giám khảo. Tuổi của thầy em hát rock, em dám em được giải không? Hai đứa mà không tập trung tham gia đó, cuối tháng này đi ngoại khóa, dọn rác 3 ngày cho thầy, để lấy điểm chuyên cần. Thôi thầy. Thầy cứ suốt ngày điểm chuyên cần, tụi em chán ngấy đến tận cổ rồi. Đúng rồi thầy. Nhưng mà thầy ơi, thiệt ra em có nhiều tài năng lắm. Em có thể hát, em có thể nhảy, em có thể làm xiếc, em có thể múa côn các kiểu, em còn biết làm beatbox nữa. Nhưng mà chi tiết là lớp trưởng không có cho em tham gia. Thầy có gì sắp xếp giùm em được không thầy? Rồi rồi, để thầy sắp xếp em ở một vị trí hợp lý. Dạ. Nha. Hả? Cái gì? Thầy bỗng làm cái gì cơ? Thầy kêu tôi á là phải giám sát ông Lĩnh, làm sao để cho ông tập được cái cú ném 3 điểm để đi ráp hội thao với lớp. Cái ông thầy này cứ hành tôi hoài là sao? Do ông cả thôi. Cứ ngơ. Ném thì mãi không trúng rổ. Phải như tôi này, ai mà quản được tôi. Thách. Ai nói vậy? Ai nói không quản ông vậy? Thầy kêu tôi á là phải giám sát làm sao để ông trở thành một hoàng tử tình ca. Đặc biệt là không có được hát nhạc rock. Không hát nhạc rock thì hát cái gì?
thì hát một cái bài nào đó, chẳng hạn như là bài đập vỡ cái đàn. Ôi trời, thôi giỡn thôi mà. Thiệt ra thầy kêu tôi nói với ông là tìm bài nào có nội dung phù hợp để ca ngợi quê hương, đất nước, con người, đặc biệt là với học sinh sinh viên. Ông có bài nào ví dụ không? Bài thế nào ạ? À? À, tôi biết rồi. Đời guitar có cây đàn sinh viên. Đời gì vậy? Guitar nào mà có cây đàn sinh viên? Thì đời sinh viên có cây đàn guitar. À, thì tôi đâu phải ca sĩ đâu, cho nên là tôi đâu có nhớ được. Rồi, nói tóm lại là thầy kêu tôi giám sát hay không? Nhưng mà tại vì tôi không có thời gian, tôi vừa phải đi học, vừa phải lo 1000 ý tưởng, tôi cũng không thể nào phân thân được. Cho nên bây giờ tôi sẽ giám sát hai ông cùng lúc. Thì bây giờ một đứa tập đàn, một thằng thì ra ngoài kia chơi bóng rổ. Gì? Mày quá là thằng. Tao nói mày á làm sao? Cái gì? Gì nó đúng rồi. Thầy Hoài ơi! Thầy Hoài! Thầy Hoài ơi! Cứu em nhé thầy Hoài ơi! Thầy Hoài! Thầy Hoài ơi! Thầy Hoài ơi! Thầy Hoài! Thầy Hoài! Thầy Hoài ơi! Thầy Hoài! Thầy Hoài ơi! Tập thế đủ rồi đấy. Đi về đi. Ừ. Đúng rồi đó. Hôm nay tôi hát đau hết cả cổ. Bấm đàn thì trái hết cả tay rồi này. Về đi. Mình cũng tập được 2 hiệp rồi. Thôi nghỉ xíu cũng được. Lát vô tập hiệp phụ nha. Hả? Sao là hiệp phụ? Vậy đá banh đâu? Thì đúng á, là thầy dặn tôi là chỉ quan sát cái ông trong vòng 90 phút thôi. Nhưng mà từ nãy tới giờ tôi thấy hai ông tập yếu quá. Cho nên tôi tự quyết định là tăng thêm hiệp phụ. Phi. Ừ? Tôi thấy ấy, chính ra là ông giám sát tụi tôi cũng đúng thôi, trách nhiệm của ông mà, thì ông cứ làm. Nhưng mà làm gì thì làm, cũng phải có thù lao chứ. Cả là nhá, như hôm trước ấy, nếu mà ông không có tiền, nếu mà ông không có thù lao thì những vụ tai nạn lao động ai chịu cho ông, đúng không? Ừ. Đúng rồi đấy. Bây giờ chả ai đi làm không công cho ai cái gì bao giờ cả. Phải có tiền thì người ta mới làm. Chính xác. Thầy ơi, làm này cũng có lương đúng không thầy? Sao? Bây giờ có tập nữa không?
Thôi dẹp đi, để thầy làm rõ cái chuyện tiền bạc đã rồi tính tiếp. Tôi là Hồng Phi có giá chứ tôi đâu phải là Hành Phi mất giá đâu. Ông thầy này. Ê, ông thầy chơi mình nhiều quá rồi. Lần này tôi nhất định phải chơi lại ông một vố. Ông tham gia không? Đúng. Lần này tôi với ông phải tính với ông thầy cả nợ cũ lẫn nợ mới. Ai mà là người còn sống sót thì người ấy được quyền tán oanh. Nhất trí. Phá thì phá, những lúc mà tập trung á, đúng là nhân tài. Thầy nhớ thanh toán lương với phí tổn hại tai nạn cho em á nha. Cuộc sống giám sát hai bạn này á, không có xịn xíu nào á thầy ơi. Khổ lắm. À. Hai giờ lên gặp thầy. Dạ. Yeah. Ok. Mình quan sát tụi nó nhiều thì chắc chắn mình sẽ bị đau mắt. Được. Mình sẽ ghi vô một cái loại thuốc đau mắt. À, thuốc nhỏ mắt 10 chai. À, Mình quan sát tụi nó nhiều mình sẽ đói bụng. Mình đói bụng mình sẽ ăn, đúng không? Mình ăn mình sẽ bao đau bụng. Đúng rồi. Đau bụng. Ok. Sợ thuốc đau bụng, thuốc tiêu hóa. Ok. Dạ thầy. Đây là hóa đơn tiền thuốc. Dạ. Em cực rồi. Dạ. Cái thầy cộng điểm chuyên cần cho em nha. Dạ. Nè, uống đi. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Ủa, cảm ơn em. Ủa giờ còn tiền lương của em sao thầy? Cái ly nước đó. Lĩnh với Sang, nói thiệt với thầy đi. Tụi nó kêu em giết phải không? Thầy nhìn, thầy tưởng em lấy hóa đơn thuốc cho nguyên cả lớp chứ. Cảm ơn thầy. Bây giờ em có ý này, hay là đại ca để em khui cái thùng hàng này ra đi. Để mà lỡ như trong đây có những cái hàng mà nguy hiểm như là bom hay mìn gì đó, thì em sẽ dùng thân mình để em hy sinh, em chịu trước cho đại ca. Cái này là của ông chủ gửi về, không lẽ ông đánh bom nhà ổng? Thưa đại ca, theo em nghĩ thằng này nó nói cũng có cái đúng của nó. Mặt hàng chúng ta được gửi từ bên nước ngoài về qua biết bao nhiêu là khâu, bao nhiêu là bàn tay đã động vào. Chúng ta không thể biết được chắc chắn là có bàn tay nào đó đã đánh tráo một cái thứ gì đấy thật là khủng khiếp vào trong này hay không, gây một hậu quả thật là khôn lường mà chúng ta không thể nào mà lường trước được. Nó nói cũng có lý rồi đại ca. Ý của mày là hàng không của chúng ta có vấn đề. Cũng có thể thôi đại ca. Mày có tin là mày sẽ bị cấm bay không? Em chưa bao giờ đi máy bay. Thằng bay nín đi. Hai thằng tụi bay á, đúng tào lao luôn á. Gì nữa đây? Dạ thưa cô chủ,
Quà của ai? À, cái này là quà... Quà của ông Toàn đúng không? Quăng đi vô thùng rác cho tôi. Cái này là quà của ông chủ gửi từ đường hàng không về. Ông chủ dặn là đặt ở đây để cô có thấy sự bất ngờ. Có cái gì đâu mà bất ngờ. Ba tôi tuần nào mà không gửi quà về cho tôi. Mày có thấy cô chủ của mình thật là xinh đẹp và dễ thương không? Đúng rồi. Tao mà có con gái như thế này, suốt ngày tao chỉ ở trong nhà chơi với con gái của tao thôi. Tao không ra ngoài một tích tắc nào luôn. Vậy để anh trai làm sao? Tao cũng chơi luôn với con trai ở trong nhà và không ra khỏi nhà. Đúng rồi. Vì thương con thế. Ừ. Hai tụi bay có thể bớt thoại để đầu bớt thẹo được không? Vâng. Ông chủ có nói là mấy ngày nay là cô không có một cái tin nhắn hay là một cái cuộc gọi tình cảm nào. Thôi thì mình nhận quà thì chắc mình cũng nên gọi hay là nhắn tin nói vài câu. Biết rồi. Tôi sẽ gửi luôn nguyên cái bài văn 8.000 chữ thấm thiết ngọt ngào cho ba tôi, được chưa? Dạ. Học bài bự quá nè. Ôi, vậy luôn. Chết cha. Ông chủ dặn hàng đưa. Ủa? Về phải phân loại ra rồi mà mới sao? Đưa cho cô chủ. Sao giày 38 lận? Tiêu rồi. Rõ ràng là ba tôi biết tôi mang sao giày bao nhiêu mà. Ủa? Hình như cái này không phải là tặng cho cô. Quà ba tôi gửi về cho tôi. Không tặng cho tôi thì tặng cho ai? Ồ, vậy tặng cho ai mày? Cho ai? Chắc là tặng cho... Cho ai? Cho ai ta? Cho tôi. Hả? Cho anh. Ông chủ tặng giày cao gót cho đại ca. Thế mà từ ngày xưa đến bây giờ đại ca cứ giấu mình. Nè, tôi biết rồi nha. Trời ơi, có cái gì đâu mà anh ngại. Mà công nhận là ba tôi thương anh thiệt luôn á. Hiểu ý anh thích màu gì, tặng luôn cho anh đôi giày màu đỏ luôn. Dạ. Bây giờ anh mang cho thử tôi coi đi. Biết đâu sau này ba tôi sẽ mua cho anh thêm một cái đầm màu đỏ nữa. Mang thử đi. Đại ca, theo em thì đại ca cứ mạnh dạn thử đi. Cái xã hội hiện đại này, mình cứ công khai giới tính thật của mình, chúng em không kỳ thị đại ca đâu. Đúng không mày? Thử nha. Tối con ăn mấy chén cơm? 2 chén cơm. Bà dở nhiều không? Có thức khuya không? Tối nào con cũng ngủ sớm hết á. Ba, có nhiều đó, ba cứ hỏi con đi, hỏi con lại hoài à. Biết rồi, ông Tài cũng đứng kế bên con, ông thuộc thầu lào hết luôn rồi nè. Ba, không có Toàn Tiết gì ở đây hết á. Con đã nói là con không có thích. Ba thích thì ba lấy đi. Kệ ba luôn đó. Nè, sau này á, ông Toàn có gửi quà hay là gì, quăng hết đi cho tôi nghe chưa? Dạ. Cô chủ ơi, cô chủ ơi, cô chủ. Cô chủ ơi, có ai tới tìm cô ngoài á? Ủa, ai tìm tôi? Bạn tôi hả? Tôi cũng biết nữa, cô nào nhìn lạ lắm. Tầm khoảng năm mấy tuổi á. Nói là tới lấy đôi dài gì đó. Chết cha, chủ nhân có đôi dài tới rồi. À, chào con. Chào cô. Cô là... À, chị hai dưới quê mới lên. À, chị có khát nước không? Hay là mình ra ngoài đầu ngõ mình uống nước? Nói bậy bạ cái gì vậy? Con à, thật ra là bữa nay cô tới đây để lấy đôi giày đỏ. À, đôi giày đỏ đúng không? À, có liền. Vô lấy đôi giày đỏ cho chị tôi về. Nhanh. Dạ. Ủa, anh đâu lòi ra bà chị này vậy? Nào giờ tôi có thấy đâu. Thì giờ cô chủ thấy rồi đó. Nhìn y chang đúng không? Nhìn như hai giọt nước luôn. Đó, mắt nè, mũi nè, miệng nè. Đó, y như nhau. Y cái gì mà y? Có thấy giống chỗ nào đâu. Con gái. Thật ra cô là bạn gái. Bạn gái của tôi. Của anh tôi.
bạn gái của ông anh có muốn đi uống nước mía không? À, đi luôn đi. Đi 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 đi. Em khát nước quá. Đi đi chị. Sao? Đi đi chị ơi. Bà sống sung sướng ghê chưa? Sau bao năm làm nhân tình của người ta, bà vẫn cứ ngạo nghễ như bà chủ vậy. Ủa? Ba? Ba về thiệt hả? Trời ơi, sao giờ ba mới nói cho con biết? Để lát nữa, con đi ra đón ba nha. Dạ. Anh Tài ơi! Anh Tài! Dạ. Lát nữa ba tôi về rồi nè. Anh đưa tôi đi ra đón ba tôi về nha. Dạ, ông chủ có nhắn rồi. À, giờ cô mặc cái bộ đồ này vô đi. Ủa? Chỉ là đi ra đón ba tôi thôi mà. Còn chi mặc cái đầm rườm rà vậy đâu. Thì ông chủ kêu cô mặc để cho ông chủ coi mà. Cô lên lầu thay đồ đi. Với lại mình chắc là mình nên trang điểm cho nó xinh xắn lên xíu. Cái gì trang điểm nữa? Thì ông chủ dặn vậy đó. Đi cô lên lầu thay đồ đi. Tôi đưa cô đi. Ừ, tôi biết rồi. Chào em. Hôm nay em đẹp lắm. Cái gì vậy hả? Ở đây là sân bay đó hả? Đây là lệnh của ông chủ. Ông chủ muốn cô gặp nhà chồng tương lai. Em đừng căng thẳng quá. Anh đã xin phép ba rồi. Với lại anh kể cho mẹ rất là nhiều những câu chuyện về em. Cho nên bà muốn gặp em. Chút xíu thôi. Có món quà tặng em nè. Anh bị ảo tưởng hả? Ai thèm gặp gia đình anh? Cô chủ! Cô chủ! Cô chủ ơi! Đây sẽ là đòn trả thù chí mạng. Chào em. Hôm nay em đẹp lắm. Cả nhà tôi ai cũng đều đẹp, ngoại trừ tôi. Chú cũng đẹp lắm. Nhưng mà trong không gian này thì chỉ cần một người đẹp thôi. Anh yên tâm đi, không gian này sẽ rất là an toàn. Tôi đã cho đàn em 3 rem hết nguyên cái nhà hàng này. Một con muỗi nhỏ xíu cũng không thể nào mà lọt vô được. Wow. Ơi ơi ơi, kẹo này ngon nha. Chân dài tới nách. Ê, chân dài tới nách là chó. Trời ơi.